mua nên thành thử ông Sáu ông ông mới để lại mới để lại đặng thấy anh sang ảnh khổ đó thấy vậy thôi để cho ảnh con dạ chứ, kiếm giùm luôn con nữa kiếm giùm luôn con nữa dạ. Bò hiện nay bò Campuchia cô bác của anh chị biết không, hiện nay việc mà đi mua bò Campuchia rất là khó tại vì bây giờ dịch bệnh nè. Bò mà tôi còn ham nữa, tuy nó ít nè mà nó ra tiền nè, thấy không? Thấy vậy đó, thấy vậy chứ nữa nó đẻ con tốt con dữ lắm. Còn cái này nó mới thòng ha, thòng nhiều gì nè mà cái này nó không có thì bò cũng không đạt không, nó ngồi vậy đó, để ý nó mới được. Cắt tiền tới bắt bò. Đâu có gì đâu anh. Cái đó là 16 triệu. À, rồi đếm cái này là đếm dạ. Lại coi anh ba. À, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ tiến hành những cái công đoạn mà để chuẩn bị cho cấp vốn cho nhà của anh Sang. Thì hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt ở xã Tân Bình, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và trước mắt cô bác quý anh chị đó là ông Sáu. Thì ông Sáu ở đây thì ông có rất là nhiều năm kinh nghiệm để mà nuôi bò cũng như là cái kỹ thuật chăn nuôi bò. Thì hôm nay mình có nhờ được ông Sáu ở đây để một thứ nhất là hướng dẫn mua những cái con bò tốt, chọn những loại giống tốt. Và thứ hai là cũng như là hướng dẫn cho anh Sang những cái kỹ thuật nuôi. Thì hôm nay ông Sáu ông nói có một cái con bò của ông hôm Sáu hả? À, có con bò Pháp tốt dạ. Mà con bò cái. Dạ. Con bò này nó được mấy tháng tuổi không sao? Con bò này nó 7 tháng rưỡi à. Dạ, thôi thì để biết về con bò đó ông dẫn con đi vô cái chuồng bò đó nha. Vậy đi. Ông Sáu năm nay là nuôi được bao nhiêu năm rồi? Trời ơi, nuôi mười mấy, 20 năm rồi. Dạ, con mua cấp con mua cho người ta. Thưa cô bác quý anh chị, để mua được cái những cái con bò như thế này á là cũng nhờ sự hỗ trợ của chú Hùng là mạnh thường quân ở Việt Kiều Canada hỗ trợ cho anh Sang. Thì con bò này nó khoảng nhiêu ký không sao? Con bò này độ ông Sáu cũng không có gành cái vụ độ đây. Thôi mình tương đương thôi. Không có gành cái vụ độ mà bây giờ con bò này á nói gì mà tách bày nó ra là nó cứng cựa rồi đó. Dạ. Bò khỏe ha. Tách bày nó ra là nó cứng cựa đó. Cái kỹ thuật nuôi bò này nó có khó không ông Sáu? Nó cũng không khó gì mà có cái khâu thuốc men á, thuốc dạ. Men á là phải có ý là thấy con bò mình nó vừa yếu là mình đưa thuốc vô mình nó là nó hết nhanh. Dạ. Nó không có sượng bò. Còn mà nếu mà không biết để con bò nó bị nhiều á thì con bò mình á là nó mất sức. Dạ. Nói vậy đó chứ không có cái gì khó. Ông Sáu là chuyên gia nuôi bò đẻ mà phải không? Bò đẻ rồi bò thịt nữa. Vỗ béo luôn ha. Đó nó đó. Lần đầu tiên mà đi coi bò luôn. Con nào ông Sáu? Con này nè, đây nè, nó nè. Con này không sao? Nó đó. Cái con nó cũng nó Pháp á. Bò Pháp hả? Cái con đó... bò nghe nói có nhiều loại lắm không sao? Nó bò Pháp rồi bò kêu bò gì? Bò cạp. Dạ. Cái con này ông Sáu là bán bao nhiêu tiền? Con bò này ông Sáu để cho 17 triệu. Dạ. Mà nói nào ngay con cháu đó thì ông Sáu để chứ bây giờ cái dự định là không có muốn bán nữa. Tính thiệt. Nuôi cho lớn lên luôn hả? Tính nuôi cho lớn lên luôn. Cái con nhỏ nhỏ này là mấy tháng rồi sao? Cái con nhỏ này mới có 1 tháng à. Cái con này thì lâu hơn cái này ăn cỏ được rồi. Con này là nó ăn cỏ là cứng rồi. Con này mẹ thì nó... chưa ăn cỏ được hả? Con này chưa. Dạ. Cái con này mà sức lớn nó tối đa bằng cái con lớn đằng kia không sao? Đó nó đó, sức lớn nó thì nó bằng cỡ này nè. Đó cái con đó tơ nó chưa đẻ đó. Con này là con mẹ nó không sao? Con này là con mẹ này. Con này là con mẹ con này. Con này mẹ này, con này mẹ đó. Con này mẹ con này. Bự ghê ha. Nó đó. Nếu như được. Mà bán đúng cỡ nó thì khoảng
bao nhiêu tháng mình mới bán được? Theo như nuôi nái á, thì bây giờ á là bò mà nó đông rồi đó thì mình chiết mình bán bớt, còn nếu mà nuôi mà bò thịt đó thì phải cho nó nẫu cổ lên bán nó mới có tiền. Mà dạ, nếu mà nó mà chừng nữa nó đẻ ra con đực đó ha. Dạ. Con đực mà nếu mà khoảng 5 tháng, 6 tháng mà nó thâu bú đó. Dạ. Là bán phải nằm dạng trên 20 triệu. Dạ. Còn con cái là thua. À. Con cái bây giờ nó là 7 tháng mấy rồi đó mà bán có 17 triệu. Con cái nó rẻ hơn con đực. Ừ, vậy là đẻ hơn. Con đực là vô rồi, ừ, vô mánh rồi. Ừ, nó đẻ là con đực là có tiền. Dạ. Còn con cái là thua. Thua cũng khoảng từ 5-6 triệu trở lên. Dạ. À, vậy là mua con bò cái nó sẽ rẻ hơn con bò đực. Rẻ hơn. Ủa sao nó sinh sản được mới rẻ hơn sao? Bởi vì con bò đực bây giờ mấy ông nuôi dỗ béo á. Dạ. Là nó mau lên cân. Nó mau tiền hơn với lợi người ta nuôi là nó nhiều hơn. Dạ. Còn bò cái bây giờ là người ta ít có nuôi. Dạ. Ờ, ông Sáu này chỉ bán có một con thôi. Ừ, bán một con à, còn cái kia thì để nuôi. Dạ, còn bây giờ lát nữa ông Sáu này dẫn con đi coi con bò bên kia nữa hả? Ừ, bây giờ chút nữa ông Sáu dắt đi coi con bò bên kia cái nữa. Bởi vậy chú mua hai con cho anh Sang, anh gì đó. Anh Sang. Ừ, anh Sang. Dạ. Thì bây giờ ông Sáu dắt qua bên kia coi con bò bên kia coi xong giá không thì bắt con bò bển. Dạ. Miễn sao mình bây giờ này mình ông Sáu để con này đồng ý, ông Sáu là hàng xóm thôi mà. À, ông Sáu cái chuồng bò của anh Sang, con hỏi luôn nè. Của anh Sang là lọt lòng là 2,5 m, dài khoảng 3-4 m. Ừ. Rộng là 2,5 m được không sao? Hai con. Rộng lắm, được. Được ha. Ừ. Vậy đó chừng nữa nó có bò nghé đẻ ra cái mình cho nó chạy vòng vòng ở trong chuồng luôn. Dạ. Ở dưới này là mình được. Tráng cái nền của nó là mình tráng bóng luôn ha, cho nó dễ dội nước. Ừ, bây giờ nè, như vậy là dạ, mình tráng nó cũng như là cái sân nhà của mình vậy đó. Dạ. Nó ở thì cũng như cái sân nhà là của mình vậy đó, phả bằng. Ừ. Mà phả đừng cho nó láng quá. Dạ. Láng quá là sợ đi trật. Trật. Ông Sáu được 5 con bò, ba tiễn đi một con này về hết 10. Ở vậy, ừ. Dạ. Ở chút xíu nữa con qua con coi con bò đó như thế nào, chắc khoảng 2 tuần nữa thì con sẽ bắt khoảng tuần sau nữa xong cái chuồng bò, xong cái nhà của anh Sang luôn á. Thì con sẽ bắt bò. Thì ông Sáu con này là 17 triệu á cô bác của anh chị. Ông Sáu để ông Sáu cũng không có muốn bán đó. Nhưng mà tại vì mình hỏi mua nên thành thử ông Sáu ổng ông mới để lại. Mới để lại đặng thấy anh Sang ảnh khổ đó, thấy vậy thôi để cho ảnh con. Dạ. Chứ kiếm giùm luôn con nữa. Kiếm giùm luôn con nữa. Dạ. Bò hiện nay bò Campuchia cô bác quý anh chị biết không? Hiện nay việc mà đi mua bò Campuchia rất là khó tại vì bây giờ dịch bệnh nè, đang Covid đó, thành thử ra là việc mà mua bò bên đó, di chuyển qua nó rất là khó chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Đi mua khó lắm. Dạ. Mà bây giờ kiếm bò giường mua là nó cũng khó nữa chứ không phải dễ. Dạ. Mà đó, ông Sáu là người có kinh nghiệm mà chăn nuôi bò rất là lâu năm, hơn 10 năm. Dạ. Gần 20 năm rồi ông Sáu ha. Gần 20 năm. Gần 20 năm thì ông Sáu, mình nhờ ông Sáu ở đây ông chia sẻ cái kinh nghiệm nuôi bò là một hai là chọn bò nè. Ông Sáu sẽ chọn, mình không có biết đường chọn. Cũng như là chú Hùng nhờ chú Hùng nói Bùi Hồ cùng với ông Sáu người có kinh nghiệm nè để mà mua bò. Thì thôi cái con này thì ông Sáu nói vậy thì con chọn con này nha. Rồi rồi chừng nữa con vận chuyển luôn để coi bên kia dưới bên đây cái cách vận chuyển như thế nào. Qua bên kia thì ông Sáu sẽ trả giá giùm con nha. Coi bò được giùm con được thì mình bắt luôn ha. Thì cái con bò này á chút xíu qua bên kia xem thì con sẽ gửi tiền cho ông Sáu đặt cọc trước cho ông Sáu. Khoảng 10 triệu hay sao đó. Con đặt cọc trước cho ông Sáu. Bò để bên ông Sáu thì nó khỏe rồi. Có nghĩa là giờ bò để bên ông Sáu thì nó việc mà ăn uống thì nó ăn uống với ở đầu à, là khỏe rồi thì tôi lo. Thì chừng nào con bò bên kia mà có xong thì bắt con bò bển rồi cái chạy về bên đây bắt con bò bên đây cái hãy đưa cho anh Sang luôn. Dạ. Ừ, nói vậy đó. Rồi thôi con với ông Sáu nó đi luôn. Ông Sáu ơi cảm ơn ông Sáu. Rồi đi qua bên kia cô bác với anh chị. Thật ra thì bây giờ để tôi nhảy vô đây rồi tôi cái đống khăn nó thảy ra ngoài cái ha để dạ, hậu nó dặm nó phải sạch sẽ mới được không Sáu. Tôi nuôi kỹ lắm ông ơi. Còn mấy anh kia nuôi không kỹ. Tôi nuôi là kỹ lắm.
Dạ. Phân bò này là mình bán được mà phải không? Được. Trời ơi, hai đống này bán mấy triệu đó mà bây giờ không quản bán đó. Ghê vậy? Đống này với cái đống đó nằm ngủ 3 triệu bạc. Trời. Chứ phải ít tiền đâu. Mà bây giờ ông Sáu làm bây giờ không có quẩn. Dạ. Nhìn mấy con bò đã ghê luôn á. Nhìn bò ông Sáu nuôi nó bóng lưỡng da vậy, thịt luôn á. Bởi vậy bò là chuồng trại là nó sạch do luôn. Ông Sáu nuôi kỹ á. Con nuôi nó kỹ lưỡng lắm. Ông Sáu nuôi này là ông Yên vòng vòng cái xóm này thì ai cũng biết ông Sáu về cái uy tín của ông Sáu nè. Thì kỹ lưỡng đó. Ông Sáu mà chịu đi là mình cũng an tâm lắm rồi. Mình cũng thông tin với cô Bảo. Hôm nay hồi đó giờ tôi bán bò, bán cho mấy anh Châu Ma tỉnh nó cũng vậy. Mấy ảnh gặp bò này là mấy ảnh phái lắm. Dạ. Nếu bò tôi bán là mấy ảnh phái lắm. Dạ. Rồi bây giờ mình đi nghe ông Sáu ha. Dạ, dạ. Anh có nói cũng như anh Ba ổng nói, nếu mà mình qua đây đó mình coi mà không vừa bụng thì mình đi bắt cái con khác. Nó cũng được. Bắt buộc em mốt gì trắng. Con bò đó bây giờ hiện giờ nó ở đâu rồi anh Ba? Ở chuồng bò mình. Cái chuồng bò xe hè nhà anh ha. Để uống nước đi chút nữa ra coi. Con kêu mới hướng ông mua thì quay ngang là ông kêu xe chở sáng sớm chở xuống rồi. Ví dụ như con mua đó thì con gửi đi khoảng 10 ngày. Khoảng 10 ngày con qua con bắt được ông Ba thì tiền cỏ cắt đó, thì con gửi tiền thêm. Thì cái đó là có thấy rõ ràng ở đây nè. Dạ. Cái đó tu làm đó ngày đó sáng ông qua phải ông qua sáng vô là về đây thì bây giờ đợi cho cái anh kia đó mạnh đó, thường quân người ta dựng cái nhà của ảnh lên cho nó xong. Đem bò này về á mới được. Nó thành ra bây giờ cỡ 10 ngày nữa. Bây giờ anh gán cắt cỏ đi rồi chừng nữa rồi cái gì cái ha. Bởi vậy một á là cắt hơi sớm ta chưa thức, mình đi trước là có cỏ. Đi trước thì có cỏ mà đi sau rồi cho ăn cơm. Chụp đỉnh trong bao uống cà phê. Bị cái công ông Ba bỏ ra đi cắt cỏ cắt đồ đó anh Ba. Cái đó tùy em múc sau thương lượng ha. Còn bây giờ thì hiện tại nó vậy đi ha. Mình báo cáo là gian vậy đó. Thì chút ra coi bò đó là hết chơi đó. Bây giờ chờ sẵn chiến mình đi coi luôn không sao. Nhưng không phải coi đừng nó tranh thủ đi bật leo nữa anh Ba. Đi Sóc Trăng nữa. Đi Sóc Trăng. Vậy anh, tôi nghe anh nói vậy là tôi như vậy là nhẹ lo gầu. Mà ra coi một cái coi. Cái là hết chơi đó. Đây. Mua bò đực nó không có đẻ, không có mua ông ơi. Dạ dạ. Ở đây ba con bò cái cao ghê luôn á. Ba con bò cái bự quá, ta giúp rồi người ta ngán giờ dữ lắm. Mình cho người ta nhỏ nhỏ thì vừa ít tiền mà lại người ta có công với con bò đó ta nuôi. Như vậy là anh khẳng định là con này nó phải lớn hơn con bò tôi ha. Bởi vì con bò ông là con bò trắng mà còn bò tôi là bò Pháp mà. Bây giờ nếu mà so tiền thì của anh không lỡ tôi. Phải không? Con bò trắng là con bò nước nào ông Sáu? Ôi, nguyên một bò này, bò này là bò nó bên Miên. Miên. Phải lớn không? Miền với Bình Thái. Phải lớn không? Vậy nó đá nè. Không có đâu. 1, 2. Để coi. Nếu mà cái dốc hình thì nó đó mà dòm cái hồ. Con này tướng nó cao. Tướng nó là nó vậy đó, lớn con mà con. Dạ. Nó là lớn con đó. Nếu cái con này so với giò cẳng là nó không lợi con bò tôi. Thấy không? Mà đầu đít con bò tôi nó năng, chiều cao là cái chiều cao thua con này.
Thì bò không là bò còn đang bú, bò này bò tao dứt sữa. 7 tháng mấy rồi nó bây giờ bữa nay hầu như là nó muốn hỏng cho bú à. Bây giờ con mẹ tôi bỏ nọc bữa nay là đâu 5 tháng mấy, 6 tháng rồi. Mấy bò tơ còn bán. Mấy con bò tơ bán về khô ba hết hai con. Dạ. Ông Sáu để cho ông Sáu coi đi. Ông Sáu coi giùm. Dạ ông ba ông lội sẵn. Bò này gì là tốt rồi con ơi. Tốt. Tốt thiệt. Còn cái xương bọng đòn bọng kia là lỗ tai. Tốt thiệt. Dạ. Để nói đi. Mình không bắt ở đây nhiều nhiều nhiều, nhiều người dạ. Người ta đòi bắt. Tốt. Rồi. Vậy là con này là ok hay không sao? Con này là tốt đó con. Dạ. Dễ lắm. Ổng mà cái anh này á là ảnh là gặp con bò này là ảnh là cũng hên á. Bỏ bò mình trước đó là 10 con như 10 đỏ hết nè, mỏ nè. Mỏ đang thui. Thấy không? Ông này là như vậy là bò này là bò của cái anh này ảnh nuôi tự nó đẻ ra đây hả anh ba? Không, cái này hồ nó mua nghe còn ấy mà nó lời mỏng dữ lắm. Nói thiệt á, nó mua 12.800.000. 12.800.000 mà nó nuôi nay cũng cả 4 tháng mấy rồi. À. Tính ra có gì đâu hả? Tháng cũng 1.000.000. Mà có lúc dạ. Cái lúc cái anh đó ảnh mua con bò này là cái gốc con bò này nó ở đâu? Con mẹ nó ở đây nè, mẹ nó dữ tợn lắm. Như vậy là có con cái á thì con bò này nó có chữa, ta bắt cá trển á. Bắt cá trển về đây nó đẻ đây. Đẻ đây. Nó đẻ đây anh, thì nếu ngon. Nếu con bò này nữa là hai giống, một giống Pháp với một giống Campuchia. Một giống Pháp với giống Campuchia. Dạ. Đây nè. Mà con bò này tốt. Mình cái Pháp đó. Dạ. Con như con đó mà con thấy tốt đó ha. Dạ. Mà nữa đẻ con không lợi con này nè. Con này đẻ đẻ hay hơn. Dạ. Lớn con. Ông ba nếu bắt thì về tiền bạc sao ông ba? Tao chung người ta. Dạ. Nói tiền rồi cứ làm con. Bây giờ á, bây giờ gì nè? Dạ. Bây giờ để ông Sáu có ý kiến cái vụ tiền đi. Dạ. Bây giờ mình quyết định mua. Dạ. Con bò này giờ của ông ba ông bắt từ tên kia đi về đây mà anh ba gỡ tiền cho tên kia chưa? Gỡ rồi. Gỡ rồi thì bây giờ con có cái tiền á đưa cho ông ba đủ đi có gì ông Sáu chịu. Dạ rồi. Thấy không? Bây giờ con á còn bằng không có tiền thì để ông Sáu tính. Con có tiền đưa đủ. Có tiền thì gỡ tiền cho ông ba. Còn riêng về cái phần bắt bò. Bị trả qua trả lại thì mình hay thôi chứ nó lén nó mua đặng bị dượng cháo nó chờ tao bắt nghe kệ không nó mới bắt mà hứa hai mua bằng đêm luôn nó thiệt mà nói rồi cái rừng đông rồi nó chở xuống liền rồi ở đây nếu như mà xe chở bò sao không sao xe nó để mà lo bây giờ xe đó thì mình lo chở thẳng về ngoài không có nhiêu tiền đâu. Dạ. Đó đâu không có nhiêu tiền đâu vậy nè bởi vì bắt cái con này mới qua bắt cái con bên tôi mới chở thẳng ra là tháp mừ là cái chỗ nhà của cái anh tên gì chỗ nhà anh Sang là hai con bò này để mua đặng giúp cho anh Sang hỏi nó bắt ba triệu hai con bò này có nhiêu tiền người ta chở bây giờ gì nè chở ra tới là tháp mừ đặng coi bên cậu đó dạ. Có phương tiện kêu dùm còn cậu không có tôi kêu dùm thì vậy đó anh ba ơi nếu mà dành cái gì ra nấy tôi cho em cũng được mình nói là mình phải nói bò này hồ bắt về ngày qua dạ chở về đây nó bút hết 50.000 rồi 50.000 hay đãi ở đây rồi nữa tính luôn mà không cái đó là mình tính luôn hết tình hết nghĩa thôi còn thầy thì nói nào ngay á thì có cái gì thì anh nói lên á là mới biết dạ. Nói nào ngay thì 50.000 thì để nữa đó rồi tính mà, cái gì mình phải khai con còn gửi tiền cỏ lại cho ông ba nữa mà gửi tiền cho Manu đến mấy ngày để bắt nó không sao bây giờ á bây giờ như vậy nè
riêng về cái phần cỏ á, bây giờ á, họ quyết định là bao nhiêu ngày bắt mình cộng cái tiền cỏ nhập vô cái tiền cái con bò gỡ cái tiền công của coi bao nhiêu anh ba bây giờ quất luôn trả cái cho rồi đi dạ, rồi tôi gỡ con bò đây khoảng 10 ngày ừ. Nói thật mà nói ở đây là cậu Tám cũng quá thế trình trải rồi, có khi mình bắt con bò không đúng. Nói thí dụ á, bắt bò không đúng chưa lời nữa, chưa lời mình mất tốn tiền cỏ mà cỏ là công mình ra cấp đó, cái đó là phần mình lao động mình trước cái công mình lấy làm lời. Có khi có con á thì ổng này gành, khi tôi bắt về giùm ổng khi chút xíu là 1-2 triệu nữa đang hỏi ổng sao dạ. Phải không? Còn khi nuôi cả tháng mà chưa làm nữa thì nhầm con. Nhầm bây con giờ, cái này cả như mình làm giùm cái nghĩa thôi chứ đừng nói làm phước chứ. Thì em nữa bạn giá tí tôi luôn muốn còn chứ. Em là nó mất cắt được thì gửi tiền cho nó nhiêu cho giá tỷ như 10 ngày á. Ừ, dạ, 10 ngày. Ừ, bây giờ mình cho bây giờ anh ba ông nói vậy thì mình tính đi. Dạ, 10 ngày. Dạ. Nhưng 6 độ mình gửi khoảng nhiêu được? 10 ngày. Không có cái gì hết. Con bò này nè, đi cái rúng nè, ông ngồi xuống nó dễ lắm. Bò này tôi nuôi bò mà tôi còn ham nữa. Đi nó ít nè, mà nó la chuyền nè, thấy không? Thấy vậy đó, thấy vậy chứ nữa nó đẻ con tốt con dữ lắm. Còn cái này nó mới thòng ha, thòng nhiều thì mà cái này nó không có thì bò cũng không đạt không, nó ngồi vậy đó, để ý nó mới được. Vậy thôi vô trong nước thì vô trong. Con bò này vậy là bao nhiêu tháng tuổi rồi anh ba? Con bò này theo nó bỏ lên bỏ xuống cái thằng này nè, rồi nó quay qua nuôi heo. Dạ dạ. Nó cho ăn rơm không à? Dạ. Ra chứ con bò này mà theo dưới này xong bò này theo độ cho ăn cỏ là phì. Tháng 5 này kia phì. Là có thể lên nập đó. Tháng 5 ha. Ừ. Bò này nè. Thì tôi biết khẳng định wow. Là nập trước qua wow, cái anh này, cái anh này với cái con bò nó là nó xứng à. Xứng rồi. Xứng nộ. Cảm ơn Sáu luôn. À, bây giờ ra ngoài kia đi. Bây giờ nói nào ngay á, mình cũng làm phước cho anh Sang này mà anh Sang này ảnh cũng có phước. Hai con bò này xứng. Dạ xứng không sao hả? Xứng tốt. Tốt. Cái lỗ tai nó lớn đó thấy không? À. Mình coi lỗ tai nó đó hả? Ừ. Cái lỗ tai nó bự đó thấy không? Cái lỗ tai nó bự là con bò thì nó lớn con dạ. Dữ lắm. Dạ. Thấy không? Cao gáo. Dạ. Là chừng nữa là nó lớn con. Nó vừa lai thái. Nó lai thái. Và nó lai thôi chứ là không bò hình như là con nghe nó coi mông coi tay với lại coi mỏ hả sao trời ơi coi nguyên cái hình luôn xương sấp chiều cao tới hoa nữa à coi hãy coi một cái hoa coi, của nó là con mông của nó dạ đặng con bò nữa mình lên học mà tôi gặp đẻ. Tôi gặp cái con này mà tôi còn ham nè anh ba vậy chứ ông đài tôi biểu phải qua là biểu tôi đi bắt thằng bảy thằng dám bắt bảy gì trẻ 2-3 triệu chưa dám bắt nữa ship mà có khi nào mà bắt bò thằng bảy dạ, bây giờ coi cái tiền cà phê cỡ nhiêu 400-500 hay nhiêu gì đó không à, ừ. Không có, chút đỉnh cũng không có thành vấn đề gì có nghĩa là 10 ngày hơn trở lại thôi chứ không hơn nữa có nghĩa là khoảng dao động nửa tháng trở lại mà không tới nửa tháng đâu dạ. Thì em sẽ nhờ anh cắt cỏ giùm săn sóc bò đó em gửi cho anh 500 tiền cà phê có thèm cho anh không ừ rồi cũng được bởi vì nè chú Út bởi vì đằng này tôi với lại Hồ cũng đi làm phước cho anh Sang dạ. Thì chú bây giờ cũng giúp làm phước bây giờ ba người mình cùng chung là làm phước đi ha dạ, dạ. Rồi bây giờ gửi cho chú 500 ngàn uống cà phê đặng cắt cỏ cho con bò nó ăn dạ dạ ha cảm ơn anh nhiều nha ừ vậy đi chú Út ơi cũng lo mấy con này thì cắt bởi vậy có với hai nữa cũng không có thành vấn đề gì thành dạ. Ra bây giờ nói gửi cho chú tiền đặng mà uống cà phê đặng mà gửi con bò 10 ngày mà giờ không biết gửi bao nhiêu dạ. Nói vậy đó thế bây giờ không mình không? Thương lượng đi nói chung người cũng có nhầm gì cũng, à, nói chung người, tao cũng làm phước không à ừ làm phước rồi chú ơi cậu bên làm phước thì ở đây mấy con cũng giúp cũng được chứ không có gì
Rồi thôi, cho con anh có cái áo hình bò luôn ta. Dở tiền uống cà phê đặng mà cắt cỏ ông ơi. Dạ. Vậy ha. Dạ, rồi anh. Rồi. Rồi vậy thì cảm ơn ông ơi. Con trước tiên á là sẽ giao cái tiền cho ông ba này trước đủ tiền. Còn ông sáu thì về bên đó thì con sẽ giao cho ông sáu chắc khoảng 10 triệu được không sao? Để nó đi, chờ bữa bắt bò không thẳng nó cũng được. Ông sáu không có gấp. Giao cho ông sáu tiền trước để mà xoay sở chuyện gì, xoay sở. Nên nếu mà tiền mà mắc để đó giữ thì giao, còn chứ ông sáu thì quản. Ông sáu quản. Có tài khoản qua viện ngân hàng rút nó lấy ra. Bây giờ ông con cảm ơn ông ba cũng san sẻ con bò này với lại cho những cái hoàn cảnh khó khăn ha ông ba ha. Dạ. Thì trước tiên con cảm ơn ba rồi cho con gửi cái con bò này đến cái ngày trở về tháp 10 á. Dạ. Thì con gửi tiền đủ cho ông ba luôn ha. Là 16 triệu. 16 triệu với lại con nhờ cái anh cắt cỏ đó. Dạ. Nhờ chẳng chắc khoảng 10 ngày hơn mà nó không qua 15 ngày đâu. Nên anh có nói với ảnh rồi, con gửi có dư thiếu gì thì cũng cắt nghe trời, chứ đừng có nói gỡ 10 ngày mà bây giờ tới 12 ngày mà chưa bắt bò bỏ đói con bò tôi qua cái nó chứ mình làm gì mang tội mình với đây phải tội nó phải không? Dạ con gửi cho anh 500 mình... tôi qua tôi chở mình... ông đi uống bia mình biết mình ăn mà sợ bỏ ta đói phải không? Dạ nói vậy chứ bây giờ hứa 10 ngày mà hỏi tỷ 9 ngày có cái phương tiện mà 9 ngày là tôi bắt là tốt, mà có trễ thêm là 15 ngày là cũng cho nó ăn tôi nghe tợ. Bây giờ con sẽ gửi cho ba 16 triệu ha. Dạ 1 nặng ba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 triệu con gửi cho ba đủ luôn nha. Thì ai biết đâu em à. Một. Đó là chú sợ ông ấy cắt tiền tới bắt bò. Sao? Đâu có gì đâu anh. Cái đó là 16 triệu. Rồi đếm cái này là đếm dạ. Lại coi anh ba. Từ sao chú này con đó hả? Nửa tháng 500 ngàn ông bán ông cho coi con đó hả? Dạ. Cháu này dạ con gửi 500 ngàn tiền cắt cỏ bò anh ơi, dư 50 ngàn của bà dạ, kè, gửi chị thấy anh cắt cỏ rồi đưa con gửi con gửi ông ba 50 ngàn tiền chở bò phần đó bỏ thao thằng dư cũng như ba chết ba 50 ngàn thì cũng như gửi tiền cỏ 500 rồi con gửi tiền cỏ 500 còn tiền ấy nữa tiền chở xe gì ông ba. Này có tao xe chú mướn mà. Nó có tiền 50 ngàn tiền gì đó. Không có ông ba chế hả? Chế hả? Rồi thôi con cảm ơn ông ba ha. Tiền xe sao thì mình tính sao? Tiền xe sao mấy ông phải chịu chứ. Tiền xe ông ba ông nói có 50 ngàn chứ phải mà tiền xe an tâm là gỡ lại. Còn có 50 ngàn chưa có tới chuẩn là ổng chế rồi. Con cảm ơn ông ba với lại ông sáu ha. Rồi chắc có lẽ khoảng 10 ngày nữa hơn thì con sẽ quay trở lại. Rồi lúc đó thì có thể là nhờ ông sáu, nhờ con ông sáu cậu chớp á đi theo xe con sẽ gửi tiền cà phê cho cậu ngày công. Bây giờ á cái vụ ngày công á thì ông sáu á là không có tính, mà bây giờ cái quan trọng nhất là nhờ thằng chớp nó đi thì phải cho hay trước 2-3 ngày đặng người ta mằng ta chừa cái ngày đó ra nghe. Dạ, tôi dặn trước nghe. Dạ. Để một chút nữa đi mà giác này cho hay đó ha, là có nhiều khi nó ở ông đồng. Dạ. Nói vậy đó. Dạ. Cho hay trước. Thì con có gì con cho ông sáu hay. Cảm ơn ba, chúc ba sức khỏe nha. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ gỡ nhiều thì gỡ. Dạ. Còn nhiều thì chừng nào bắt bò rồi cái hãy đưa con cũng được. Dạ thôi thì con bò của ông sáu thì con cảm ơn ông sáu để cái con bò của ông cho anh Sang giúp cho con thuận tiện cái việc mà mua bò giùm anh Sang luôn. Ông sáu với lại có ông sáu thì ông sáu mới biết lựa cái giống bò tốt. Rồi con đâu có biết gì về bò đâu. Con tối ngày con đi để hỗ trợ thôi. Thì cô bác của anh chị ông sáu thì ông hỗ trợ hết mình, với lại ông sáu có kinh nghiệm nên Bùi Hồ có nhờ ông sáu mua giùm. Thì cũng đây ông sáu ông cũng để một cái con bò mà lúc nãy mà Bùi Hồ có quay rồi,
Thì trước tiên thì con thay mặt Mạnh Thường Quân là chú Hùng ở Việt Kiều Canada thì cũng có gửi tiền để ủng hộ cho anh Sang để mà mua bò cho cấp vốn cho anh Sang đó không sao. Thì chú Hùng có gửi tiền con mua thì hôm nay có gặp ông Sáu cũng may mắn. Thì ông Sáu để con bò 17 triệu. Thì bây giờ như thế này, hôm nãy mua bò như tiền cắt cỏ đó ở bên ông ba bên kia đó con có gửi 500 ngàn. Thì thôi thì con thay mặt chú Hùng con cũng gửi cho cậu Chớp đó thì 500 ngàn tiền cỏ luôn. À, không bây giờ vậy riêng về cái con bò của ông Sáu cái tiền cắt cỏ thì ông Sáu không có lấy cái con bò để cho anh Sang 17 triệu thì gỡ cái tiền đó thôi, còn cái con bò gỡ lại chừng nào thì gỡ, cái tiền cỏ bò thì ông Sáu không có là, có nhận. Thôi ông Sáu nhận luôn đi cho con không, vui không thôi không nhận cái gì, cái này ông Sáu chỉ thấy là anh Sang này ảnh khổ là ông Sáu mới để con bò dạ. Chứ con bò này dự định là chưa có bán đúng ra là chưa bán dạ. Mà thấy ảnh khổ rồi thấy vậy thôi để cho ảnh con dạ. Còn riêng về cái phần tiền cắt cỏ bò gỡ bò lợ thì ông Sáu không có nhận dạ. Cắt giùm cho ảnh gỡ đó chừng nào bắt bắt. Ông Sáu nói vậy con cảm ơn luôn sao luôn dạ. Thì con thay mặt Mạnh Thường Quân con gửi cho ông Sáu trước 10 triệu đi đang con dạ. Thì hôm đó là cái con gửi thêm để cho ông Sáu xây sở gì xây sở thì có nhiều gửi nhiều dạ. Cũng được đấy, còn 7 triệu đó thì con gửi sau chắc được sau vậy con gửi luôn. 1, 2, 3, 4, 5 9 triệu ông Sáu. Dạ, dạ. 10 triệu. Đấy. Biết thằng nào thằng này không? Con cảm ơn ông Sáu nhiều luôn. Thì con 7 triệu rồi chắc con gửi cho ông Sáu sao? Dạ hoặc là con có tại ở đây ngân hàng cũng nó hết rồi, cái có gì nữa con người hoặc là con chuyển về lên đây ba con đưa cho ông Sáu luôn. Ông Sáu có gì xây sở. Cảm ơn ông Sáu rất là nhiều nha. Chắc nữa nhờ cậu Chớp á đi theo ngày rồi cái con gửi tiền lại cho cậu Chớp tiền công tại cái này nhờ coi như cậu Chớp bỏ cái công ăn việc làm ở nhà để xuống thấp 10 bữa. Cũng được đó. Bây giờ bây giờ hồi nãy ông Sáu có nói với lại cậu Tư nó nói bây giờ chừng nào mà bắt bò đó thì cho tôi hay trước, nếu mà thằng Chớp nó có kẹt thì tôi đi. Dạ. Tôi đưa đi giùm nó. Dạ. Mà bắt cho hay trước 2 ngày. Thằng Chớp nó quẩn thì dạ. Nó đi, còn dạ. Thằng Chớp mà nó kẹt thì tôi đi. Dạ. Mới có người đi là được rồi. Mà phải cho hay trước. Đặng ta màng ta chừa cái ngày đó ra. Dạ. Dạ thôi thì con cảm ơn ông Sáu, chúc ông Sáu với bà Sáu sức khỏe nha. Dạ. Vậy cảm ơn.